Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình XDS IX310, một mẫu xe đạp địa hình giá rẻ em nhập về buổi sáng ngày hôm nay và lên luôn cho các bác với mức giá em đang bán tại cửa hàng chỉ có là 4.800.000 cho một chiếc xe đạp địa hình thương hiệu XDS, cũng rất là quen thuộc với các bác chơi xe. Một chiếc xe được trang bị bộ bánh 27.5 inch và bộ đề chuyển động sau Aceza gạt đĩa trước Shimano Atut, một cái cấu hình nó cũng rất là cao cấp trong cái tầm tiền dưới 5 triệu đấy, mà các bác đã được một chiếc xe bánh 27.5 và đồ thì là đồ Shimano rất là ngon, khung là toàn bộ là nhôm đó, các bác nhé, nhôm rất là đẹp, nước sơn các thứ còn tương đối là mới. Chỉ có do là qua quá trình sử dụng và là xe bãi nên là có những cái vết xước răm, nên là chỉ có những vết xước răm thôi, còn cũng không quá nhiều những vết xước gọi là đáng kể. Ngoại hình thì cũng còn rất là đẹp. Toàn bộ xe là nguyên zin nguyên bản các bác nhé. Đời sau Aceza, đĩa trước Shimano Atut với 8 tầng líp và 3 tầng đĩa cho 24 tốc độ khác nhau. Vành bánh 27.5 inch. Ghi đông của chiếc xe cũng được trang bị bộ tay bấm của Shimano, ở đây là 8 speed, đây này là 3, đây 8 lít 3 đĩa, bộ phanh cơ đĩa, bộ phanh đĩa cơ. Bây giờ em sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ để ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Size em đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 42 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 56 cm. Thì xe phù hợp các bác đi từ khoảng 1m62-63 đến khoảng 1m75 đi phù hợp. Hoạt động các thứ chiếc xe, bộ chuyển động này còn rất là ngon các bác nhé, nên xuống cực kỳ nhẹ nhàng, mượt mà, không có lỗi nhỏ. Và em vừa giới thiệu qua cho các bác mẫu xe đạp địa hình XDS IX310, một chiếc xe cấu hình cao đang bán mức giá chỉ có là 4.800.000. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 09943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.